Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triển khai hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát vào ra Quảng Nam Đà Nẵng qua QR code để phục vụ phòng chống COVID-19. Cụ thể, Sở bố trí 9 máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu thành phố Đà Nẵng để cài đặt ứng dụng máy chủ do Trung tâm Phát triển Hạ tầng Công nghệ Thông tin trang bị từ nguồn của đơn vị, đồng thời xây dựng và cài đặt hệ thống bao gồm 3 phân hệ phục vụ người dân khai báo y tế, web và app mobile phục vụ các cơ quan đơn vị kiểm soát ra vào web và app mobile phân hệ quản lý phục vụ phân tích dữ liệu phòng chống dịch theo hướng chủ động